Chào cả nhà, chào tất cả các bà, cô chú, anh chị cũng như tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog nha. Thì hôm rày mình cũng nghe cái vụ như là mình quay cam hồng ngoại thì thấy nó không có rõ, nó mờ. Thì lần trước mình quay bằng điện thoại thì nó cũng mờ. Thì mình quay lại cam hồng ngoại thì có vẻ là mình bắt được những cái hình ảnh nó cũng mờ ảo thôi, vì là bông linh mà. Hôm nay mình quyết định là mình chuyển lại mình dùng bằng cái cam bằng cái điện thoại nữa cả nhà, cam thường thôi. Thì hôm nay mình đến cái đường cửa khẩu, một căn nhà có cái kiến này lật rồi mình đến, thì mình thấy được cái vong, cái hình ảnh ở trong cái kiến. À, cái này là phía sau, bữa hổm mình không quay phía sau. Mình quay bằng cái cam thường cái nhà sẽ thấy rõ hơn. Quả dưới nó sầu gì? Đây xuống dưới khoảng cái cầu cao khoảng 3 mét á, không biết. Hôm nay mình đặt giữa nhà, thì mình định đặt giữa nhà tại lần trước mình cũng thấy một cái bóng ở phía sau này, và thậm chí trong cái kính này. Thì hôm nay mình đặt giữa nhà mình cũng muốn quay là một phần nào đó cái kính, một phần nào đó cái kia. Ôi, sống chết dữ vậy. Thì mình tạm dừng một chút xíu cái nhà để mình đặt máy, mình liều mạng bữa nay mình bật đèn luôn để cho nó ra đường cửa khẩu nguy hiểm. Vậy thì cái nhà hôm nay thì mình dùng cái cam và cái điện thoại thôi, dùng tăng cường với cái mặt nó nhỏ, nó không được rộng với tăng hồng ngoại được. Thank you.
Cái nhà mình thì cũng ở tính đặt máy lâu lâu mà mấy cái người Khmer ta đi qua lại nhiều quá, mình cũng lo sợ người ta báo này kia, mình ta hỏi mình đều nói tiếng Việt Nam, mình không biết tiếng Campuchia cả nhà. Đặt máy thì không được lâu lắm, thôi giờ mình dọn đồ về hôm nào mình lại nữa nha cả nhà.
Rồi giờ mình xin kết thúc video nha, hẹn cả nhà một clip tiếp theo nữa nha.